Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn đang xem video trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi vừa mới mua được một chiếc xe rất là sang quý vị và bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Audi Q7. Đấy, rất là sang xịn. Chúng tôi vừa mới mua được chủ nhà bên kia đấy. Tôi để ra ngõ là tôi quay luôn cho quý vị các bạn cùng xem để chiếc xe Audi Q7. Cái này là không phải xước sát đâu quý bạn nha. Đây là nó là do cái sơn này. Sơn mà chủ xe đi đánh bắn sơn vào, cạo đi là nó hết. Cái sơn này là sơn xây dựng thôi, sơn tường bắn vào cho nên là về vệ sinh đi là nó sẽ hết luôn quý vị bạn nha. Đây là những cái vết bẩn chứ không có xước sát gì đâu quý vị bạn ạ. Đấy, tôi vừa mới mua được ở trong nhà chủ xe là tôi đánh ra đến cửa. Tôi để tôi quay luôn cho quý vị bạn cùng xem một chiếc xe Audi Q7 phiên bản 4.2. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2005, đăng ký lần đầu nhập về Việt Nam là 2007, chạy chuẩn 13 vạn km quý bạn nhé. Chiếc xe này là chuẩn 13 vạn km đây, rất là đẹp. Chiếc xe Audi Q7 và cái cặp đèn pha này thì quý vị bạn thấy được là cái cặp đèn pha này cũng đã được chủ xe độ lên cái cặp đèn pha đời cao hơn rồi. Có cả LED đầy đủ rồi quý bạn nhé. Đấy, dàn lốp thì chủ xe cũng mới thay. Đấy, dàn lốp mới thay và còn rất là dày quý bạn nhé. Đấy, nguyên bản chúng tôi mua về là chúng tôi đem ra, tôi vừa mới là tôi quay luôn cho quý bạn cùng xem đấy. Rất là mới, rất là đẹp đây. Lốp, dàn lốp chủ xe cũng vừa mới thay cả một cái dàn lốp lốp 20 quý bạn nhé. Rất là to, rất là đẹp. Ở cái phiên bản Audi Q7 này là nó đầy đủ đồ quý bạn ạ. Từ nâng hạ gầm, ghế da, ghế điện, loa bâu đầy đủ hết cả quý bạn ạ. Phiên bản này nó thuộc cái phiên bản xe cao cấp rồi cho nên là đầy đủ các option, rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, vô lăng các thứ còn nguyên bản này. Chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn nó chạy chuẩn 13 vạn quý bạn nhé. Đấy, nâng hạ gầm này, đầy đủ hết cả luôn quý bạn ạ, không thiếu một cái gì cả, rất là đẹp luôn đấy ạ. Và đồng hồ công tơ mét là chuẩn 13 vạn, không có tua, chúng tôi cam kết là không tua. Vì những chiếc xe của châu Âu tua hay không là chúng ta đem vào máy cắm vào là biết ngay quý bạn nhé. Đấy, nội thất thì rất là đẹp, da cao cấp và ở giữa được trang bị là da lộn quý bạn ạ, rất là đẹp. Và cái sàn này thì cũng là sàn 5D rồi quý bạn nhé, chủ xe đã lắp sàn 5D, loa bâu đầy đủ hết cả rồi. Cái táp bi cánh cửa nó cũng là da lộn, nhìn nó bẩn bẩn vậy nhưng không phải quý bạn ạ, nó là da lộn nhìn nó vậy chứ không phải là cũ đâu. Đấy, cửa sau đây quý bạn này, táp bi cánh cửa sau cũng vậy, da lộn đều rất là đẹp này. Đấy, và sàn 5D này, nội thất ghế da cao cấp nguyên bản. Ở cái phiên bản Audi Q7 này là 7 chỗ rồi quý bạn nhé. Điều hòa tự động và đến 4 vùng điều hòa cơ quý bạn ạ, hai đằng trước, hai đằng sau. Đấy, tự động. Đấy, điều hòa tự động đến 4 vùng độc lập. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Ở cái xe cao cấp, phân khúc xe sang cao cấp này, nâng hạ gầm rất là nhiều chế độ quý bạn nhé. Chúng tôi có thể để chế độ nâng hạ gầm cho quý bạn cùng xem này. Tôi có thể vặn nâng hạ gầm lên cao nhất cho quý bạn cùng xem nhé. Đấy, chỉnh ở đây, vặn đây. Đấy, là nó sẽ bắt đầu bơm cho được cao gầm của xe lên. Cho nên là những chiếc xe này thì quý vị và các bạn đi ở đường Hà Nội có ngập lụt thì là để cái chế độ cao nhất này lên quý bạn nhé, là gầm nó cao lên được rất là nhiều đấy ạ. Tránh lũ, tránh bị lụt, tránh bị ngập lụt là chúng ta có thể nâng gầm. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Một chiếc xe ở cái phân khúc hạng sang. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Tuy chiếc xe này được sản xuất cuối năm 2005, nhập về Việt Nam là 2007, nói là đời thì sâu, nhưng mà ở cái phân khúc hạng sang này thì gần như là xe đi rất là ít quý bạn ạ. Chủ xe đi rất là giữ gìn. Ở cái nhà chủ xe này là tôi mua của bác chủ này, rất là giàu, 3 chiếc xe cơ, đến 3 chiếc xe. Đấy, loa bâu đây quý bạn nhé. Đây là cái loa bâu này. Loa bâu đều đính ở trên 4 cánh cửa này, đều có chữ loa bâu hết luôn quý bạn này. Cả 4 cánh cửa xe đều có loa bâu. Đấy, cụm đèn sau này rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Phiên bản Quattro Supercharged rồi. Quattro này là hai cầu Supercharged nhé. Phiên bản này S-Line quý bạn ạ. Cốp này cũng là cốp điện luôn quý vị bạn này. Và tất cả còn hoạt động rất là tốt quý vị bạn nhé. Cái hàng ghế sau này thì gần như là chưa có dựng lên bao giờ ạ. Chưa sử dụng cái hàng ghế sau này bao giờ quý vị bạn ạ. Đấy. Và cái ghế sau này cái nâng hạ cũng bằng điện luôn quý vị bạn này. Đấy. Hàng ghế sau này được nâng hạ bằng điện này. Đấy, phiên bên dưới này là có một chút để đồ này, dưới nữa là lốp sư cua. Đấy, cốp điện này. Đấy, hoạt động rất là tốt quý vị các bạn nhé. Đấy, cái cốp điện
của chiếc xe Audi Q7 phiên bản 4.2. Và đây là cái cánh cửa phía sau bên phụ quý vị các bạn nhé. Đấy, loa bâu này đầy đủ này, táp bi đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, loa bâu này. Hệ thống âm thanh loa bâu của chiếc xe Audi Q7 này nghe thì rất là hay quý vị các bạn nhé. Đấy, da lộn này, đấy, nhìn nó bẩn bẩn vậy thôi nhưng mà không phải là nó bẩn quý vị bạn nhé. Nó là da lộn, vuốt ngược lên thì nó lại màu khác. Đấy, nội thất da này, cái da này da cao cấp nhưng rất là bền, rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Táp bi cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn này. Hệ thống loa bâu. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Ở cái phân khúc xe sang này cho nên là option thì không còn thiếu cái gì cả quý vị bạn ạ. Toàn bộ về ghế điện rồi. Đấy, số khung, số máy. Chiếc xe được sản xuất tại Đức luôn quý vị bạn nhé. Sản xuất cuối năm 2005, nhập về Việt Nam và đăng ký là năm 2007. Đăng ký đầu năm 2007 đấy. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội luôn quý vị bạn nhé. Đấy, với chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới mua xong, vừa mới mua ở nhà chủ xe cho nên là tôi sẽ về, tôi sẽ dọn dẹp đi đã rồi tôi sẽ báo giá sau. Quý vị các bạn chờ đợi tôi báo giá nhé. Bây giờ tôi sẽ mở cái nắp capo lên cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, nắp capo này để quý vị các bạn cùng xem về cái phần động cơ. Đấy, động cơ của chiếc xe này là động cơ V8 rồi quý vị bạn nhé. V8 4.2. Đấy, động cơ rất là uy lực quý vị bạn ạ, đi rất là thích. Thứ nhất là đi rất là thích, và thứ hai nữa là nó an toàn. Bây giờ quý vị các bạn đi chiếc xe này nó rất là an toàn. Đấy. Tuy là nó hơi tốn xăng một chút nhưng nó lại rất là khỏe quý vị bạn ạ. Những chiếc xe nào mà ăn nhiều thì đương nhiên là nó sẽ phải rất là khỏe rồi. Chạy rất là khỏe và an toàn. Đấy, động cơ V8 4.2 TFSI đấy. Động cơ này là động cơ của Audi, rất là khỏe rồi và rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Chưa cần dọn dẹp gì mà nó đã đẹp như thế này rồi. Quý vị và các bạn hãy chờ tôi sẽ dọn dẹp sạch chiếc xe này đi, xong là tôi sẽ báo giá cho quý vị và các bạn về chiếc xe sang này ạ. Siêu sang, 7 chỗ ngồi và chỉ bằng chiếc xe Kia Morning thôi quý bạn ạ. Cũng chỉ bằng chiếc xe Kia Morning cũ thôi, không hơn được chiếc xe Kia Morning cũ đâu quý bạn ạ. Rất là rẻ, xe đẹp sang như thế này nhưng giá chỉ bằng chiếc xe Kia Morning cũ thôi ạ. Đấy, rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Và các bạn hãy chờ đợi tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ và quay lại và báo giá trực tiếp chiếc xe Audi Q7 biển Hà Nội này cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Thank you.